đề rút nhà tôi với thư ký Kim, hai đứa hẹn hò nhau. Nhưng mà con dâu của tôi lại phản đối chuyện này, cho nên tôi sẽ ở đây. Bà của con đã đi đâu rồi chứ? Không biết có tới viện dưỡng lão hay không? Theo như con nghĩ thì chắc bà tới viện dưỡng lão đó mẹ. Mình có biết giờ mẹ đang ở đâu không hả? Mẹ đang ở trong viện dưỡng lão đó. Nếu bây giờ mẹ trở về nhà thì với chứng đảng trí của mẹ, mẹ lại muốn đi kiếm Mân Hy nữa. Em không muốn để Đề Rút gặp cô ta nữa đâu. Không bao giờ em để chuyện đó xảy ra, anh hiểu không? Vậy chính là mẹ đã bắt thư ký Kim phải chia tay với con sao? Nếu con không hẹn hò với cô ta thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Vừa uống vừa nói chuyện, tôi đã quyết định chấp nhận thư ký Kim làm con dâu của tôi.